gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Thảo ơi, có rất là nhiều quý vị khán giả gửi thư về cho chương trình của mình á, yêu cầu là cô hướng dẫn một món lạ miệng nè, mà đặc trưng của từng vùng để thay đổi khẩu vị đó. Cô có ý kiến gì không? Cô có chứ, cô sẽ có một cái món dân dã, đơn giản để hướng dẫn cho Minh Châu và quý vị khán giả ở đây. Đó là món bánh bèo. Phần nguyên liệu cho món bánh bèo thì gồm có 3 phần. Dạ. Thứ nhất là bột, chúng ta sẽ sử dụng khoảng 1 chén bột gạo lọc, 1 muỗng canh bột năng. Phần nhân gồm có 200g tôm sú sống, bóng bì. Phần gia vị gồm có ớt, hành lá, nước mắm, dầu ăn và các loại gia vị thông thường cùng với bột ngọt Ajinomoto. Bây giờ giai đoạn đầu tiên sẽ là giai đoạn chúng ta pha bột bánh. Dạ. Bột bánh thì chúng ta sử dụng 1 chén bột gạo lọc nha. Dạ. Với lại khoảng 1 muỗng canh bột năng. Bây giờ Minh Châu nhớ lưu ý là khi chúng ta pha bột sẽ sử dụng nước ấm. À. Các bạn dùng khoảng 2 chén nước ấm. Chúng ta cho vào trong bột hòa từ từ. Khi mà chúng ta cho bột với lại nước hòa chung với nhau rồi. Dạ. Thì sẽ nêm vào khoảng chừng 1/4 muỗng muối. Chúng ta sẽ cho vào thêm khoảng 1/2 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto và một ít dầu ăn. Ủa tại sao phải cho dầu ăn vậy cô? Chúng ta cho dầu ăn vào để làm cho bánh mướt mềm và khi mà chúng ta lấy bánh ra sẽ dễ dàng hơn. Dạ. Chúng ta sẽ để bột khoảng chừng 30 phút đến 1 tiếng cho bột nở rồi chúng ta mới đổ bánh. Đối với phần nhân thì chúng ta sử dụng 200g tôm sú này sẽ luộc chín đi, bóc bỏ vỏ, bỏ đầu và chúng ta sẽ giã nhuyễn. À. Cô đã chuẩn bị sẵn cái phần tôm luộc chín và giã nhuyễn cho Minh Châu rồi đây. Phần hành lá này chúng ta sẽ cắt nhuyễn ra và bỏ vào một cái chén để chuẩn bị làm dầu hành nha. Rồi bây giờ Minh Châu bật bếp lên và dạ, chúng ta cho dầu vào. Rồi phần hành lá đã sắt xong. Rồi chúng ta sẽ cho thêm vào trong phần hành lá này khoảng 1/5 muỗng muối nè. Dạ. 1/5 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Dạ. Rồi Minh Châu coi dầu nóng chưa? Dạ, chắc là nóng rồi đó cô. Rồi nóng rồi, Minh Châu sẽ rót dầu vào trong đây. Rồi, rót dầu vô nha cô. Rồi, đổ nhanh tay vào. Wow. Rồi, khi mà bỏ vào thì có một cái bí quyết là khán giả sẽ cho thêm một ít dầu nguội vào. Phần dầu nguội này sẽ giữ cho cái nhiệt độ của hành và dầu ở trong chén nguội rất là nhanh. Và như vậy màu xanh của hành lá sẽ giữ được rất là xanh và không bị vàng đi. Khi mà chọn bóng bì thì cần phải chú ý là chọn những miếng bóng bì mỏng thôi. Dạ. Và màu vàng sáng, không có bị mùi gắt dầu. Dạ. Và không có bám nhiều cái bụi bẩn ở trên cái miếng bóng bì thì đó mới là miếng bóng bì ngon. Cô sẽ cắt bóng bì ra thành từng miếng nhỏ. Dạ. Cô sẽ chuẩn bị đến cái phần mà chúng ta cháy cái phần tôm này nha. Dạ. Lửa nhỏ nhỏ thôi. Xong rồi sau đó Minh Châu sẽ làm như thế này, chúng ta cứ đảo đều cho đến khi nào cái phần tôm này khô lại. Dạ. Và trong quá trình mà chúng ta cháy tôm như thế này thì quý vị khán giả lưu ý là chúng ta sẽ dùng sạn, chúng ta đè mạnh ở trên chảo như thế này để cho tôm bong ra. Wow. Trong quá trình mà chúng ta cháy tôm trên chảo như thế này thì chúng ta sẽ cho vào một chút muối. Rồi. Chúng ta cho nước vào và bây giờ chúng ta xếp chén vào để cho chén này nóng trước. Rồi. Bây giờ mình sẽ quết dầu lên nữa hả cô? Đúng rồi, chúng ta làm nóng chén, sau đó chúng ta sẽ quết một cái lớp dầu. Như thế này thì khi mà chúng ta ăn, chúng ta lấy bánh ra sẽ dễ dàng. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta mở ra bắt đầu đổ bánh nha. Khuôn bây giờ đã rất là nóng, chúng ta sẽ múc bột. Và nhớ Minh Châu lưu ý trước khi bỏ bột chúng ta làm gì? Dạ, quậy thật đều cho. Đúng bột rồi, hết đều ra. Và bây giờ lần lượt đổ bột vào chén. Mình đổ mỏng mỏng vậy thôi hả cô? Đúng rồi, loại bánh bèo này chúng ta đổ mỏng thôi. Và trong khi chờ cho bánh chín thì cô sẽ hướng dẫn tiếp tục đến phần làm nước mắm. À. Để làm món nước mắm ăn chung với món bánh bèo miền Trung này thì có một cái bí quyết đặc biệt, đó là chúng ta sẽ sử dụng nước luộc tôm. Do đó khi luộc tôm thì Minh Châu nhớ lưu ý và quý vị khán giả lưu ý, chúng ta sẽ giữ lại phần nước luộc tôm này. Chúng ta cho vào chén khoảng nửa chén nước luộc tôm, khoảng 1 muỗng đường cát, 1 muỗng nước mắm. Dạ. Và khuấy đều lên. Và cuối cùng là bây giờ chúng ta sẽ cho ớt xanh vào. Và không sắc, cũng không bầm, mà là dùng muỗng sắn những cái miếng ớt này vào. Minh Châu nhớ lưu ý là phần bóng bì lúc nãy chúng ta sắc rồi đó. Dạ. Sẽ chiên qua để cho hơi vàng và có độ giòn. Dạ. Rồi chúng ta sẽ lấy bánh ra.
một chút dầu hành cho các cái bánh này. Dạ. Thì bây giờ cô sẽ rắc tôm cháy, còn Minh Châu giúp cô để những cái miếng bóng mì lên nha. Dạ, đồng ý. Này, xong. Không biết có ai muốn thử không ha? Dạ, không biết nữa cô, không biết có ai cho thử không ha? Đây, sẵn sàng. Cảm ơn cô. Phần nước chấm, quý vị khán giả nhớ lưu ý là với món bánh bèo này chúng ta sẽ chan trực tiếp vào trong chén để mà chúng ta thưởng thức. Thấy không cô Thảo? Cô Thảo biết không, cái bột bánh á thì rất là dẻo nè, cái bóng mì thì nhai nghe giòn rụng luôn cô. À, còn cái tôm này nè, lúc nãy á, mình cháy vừa tới thôi, bây giờ vẫn giữ được cái độ ngọt của tôm, có mùi thơm nữa. Mà đặc biệt nha, cái món nước chấm mà cô Thảo làm này nè, tạo cho em một cái cảm giác rất là lạ. Và đặc biệt là cái ớt xanh, đúng là cái cay, cái vị cay của nó rất là ấm. Quý vị hãy thường xuyên theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày để chúng tôi có dịp giới thiệu với quý vị nhiều thật nhiều những món ăn ngon. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và đừng quên đóng góp ý kiến cho chúng tôi qua hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto, số điện thoại 061-882-6188. Còn bây giờ thì Minh Châu và cô Diệu Thảo sẽ nói lời chào tạm biệt với quý vị. Nhưng quý vị đừng lo, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong rất nhiều những chương trình tiếp theo.